vị và các bạn, trong lộ trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 5 năm tới, yếu tố con người đang được đặc biệt coi trọng. Cùng với nguồn nhân lực được đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao tác phong hội nhập, thì kỹ năng quản lý và trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị cũng được Tổng Công ty hết sức quan tâm. Một hệ thống quản trị doanh nghiệp đạt mức độ tối ưu và chuyên nghiệp sẽ đưa Cao su Đồng Nai tiếp tục nâng cao đời sống người lao động, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Trong số khoảng 500 đoàn viên thanh niên ở 16 đoàn cơ sở trên gần 4.000 lao động của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hiện nay, số đoàn viên thanh niên là lao động ở khối phòng ban và công nhân khai thác có tỷ lệ khá cân đối. Đặc biệt khi tổng công ty thu nhận lực lượng lớn lao động ở các tỉnh phía Bắc, thì tổ chức đoàn thanh niên tiếp tục được chú trọng phát huy vai trò của mình. Các em hiện nay đều được bố trí vào những vị trí cán bộ quản lý chủ chốt, đồng thời là nắm được những cái chức trách, nhiệm vụ quan trọng trong đoàn cơ sở. Thì tôi cũng rất là kỳ vọng và tin tưởng rằng thế hệ trẻ, mà cụ thể đó là ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn cơ sở nông trường Cẩm Đường là đơn vị tổ chức đại hội điểm cho đoàn tổng công ty. Dù lực lượng lao động trẻ hiện nay không nhiều, nhưng tổng công ty luôn coi trọng để đầu tư, đào tạo, để kế thừa xứng đáng. Năm 2021, nông trường Long Thành về đích trước kế hoạch 27 ngày, xếp thứ 3 trong 10 đơn vị nông trường của tổng công ty. Dù áp lực và khối lượng công việc rất lớn, nhưng nhờ sự sâu sát, gần gũi với người lao động, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức thực hiện hoàn thành hầu hết tất cả các chỉ tiêu tổng công ty giao. Phải là rèn luyện về cái tay nghề, cái kỹ thuật, rồi là để nâng cao cái năng suất vườn cây và năng suất của lao động mới có được cái thu nhập tiền lương cao. Thì năm 2022 thì nông trường Long Thành sẽ xây lại lấy cái mũ vừa mũ đông và mũ latex. Thì anh cũng hy vọng rằng là năm 2022 này qua cái tiền thưởng của năm 21 thì rất là cao, như vậy thì người lao động rất phấn khởi. Thì mình nghĩ là năm 2022 này thì cái nguồn lao động sẽ không có bị là thiếu hụt. Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đơn vị Long Thành năm 2022 hội đủ điều kiện để có thể trở thành nông trường dẫn đầu tổng công ty. Năm 2016, An Viễn là nông trường ở dưới đáy của tổng công ty khi hàng loạt các chỉ tiêu ở mức độ sàn. Tình trạng mất cấp mũ xảy ra nghiêm trọng, sản lượng và năng suất thấp ở chót bảng, vườn cây bị dịch bệnh nặng nề trên 100% diện tích và thu nhập lao động dưới đáy. Một năm sau đó, khi tổng công ty quyết liệt chỉ đạo sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo, củng cố bộ máy điều hành, An Viễn từng bước ổn định hoạt động và đi lên. Đơn vị này đang trở thành hình mẫu cho các nông trường của Cao su Đồng Nai và luôn quyết tâm giữ vững vị thế đỉnh cao mình với sự quan tâm của ban tổng giám đốc và các đoàn thể. Để duy trì và phát triển cái sản xuất của nông trường An Viễn còn luôn luôn là cái top đầu của tổng công ty, và đặc biệt là để mà có cái thu nhập nguồn ổn định cho người lao động, thì ngay từ đầu năm thì ban giám đốc đã chủ động trong cái nguồn lao động và đồng thời sắp xếp bố trí phương án sản xuất phù hợp nhất để làm sao duy trì được cái sản xuất, đồng thời thì luôn luôn củng cố cái công tác tổ chức, công tác cán bộ để làm sao là coi như là quan tâm, động viên cái người lao động cùng với mình để hoàn thành cái nhiệm vụ. Công đoàn sẽ tổ chức thành lập những cái group trên Zalo, trên mạng xã hội, Facebook để có những cái trao đổi thường xuyên đến người lao động, và đặc biệt là công đoàn cũng có triển khai những cái Zalo theo góc độ người công nhân, rồi từng tổ, rồi từng ban chấp hành công đoàn cơ sở, để từ đó phản hồi về ban chấp hành công đoàn tổng ty có những cái trao đổi trực tiếp. Và song song đó thì người lao động cũng có những cái phản hồi trên những cái điện thoại trực tiếp để có hướng dẫn cho nó kịp thời. Chúng tôi cũng sàng lọc những công nhân nào có dấu hiệu tiêu cực từ những năm trước, từ đó là đưa vào diện theo dõi, rồi chỉ đạo cho lực lượng bảo vệ là vừa tuyên truyền vận động, vừa đeo bám. Nếu trường hợp công nhân cố tình không chấp hành các cái nội quy lao động mà trộm cắp tài sản của nông trường thì lực lượng bảo vệ sẽ kiên quyết xử lý, bắt và xử lý theo nội quy lao động của tổng ty. Ngoài ra là
chuyển địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Thì từ đó là công nhân từng bước cũng thấy được các cái hành vi sai phạm của mình, rồi cũng có chiều hướng là thực hiện tốt các cái quy định. Do đó là trong năm qua thì về tình hình tiêu cực trong nội bộ công nhân đã được đẩy lùi, ý thức của người lao động từng bước được nâng cao. Năm 2021, An Viễn về đích trước kế hoạch được giao tới 35 ngày, ghi dấu ấn 5 năm liền là đơn vị về nhất và là nông trường thứ hai của tổng công ty đạt năng suất vườn cây 2 tấn 1 hectare. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đối với những người lãnh đạo của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cũng như là những lao động của dự án, là một cái đơn vị đặc biệt của ngành cao su Việt Nam. Trong đó vốn của Cao su Đồng Nai chiếm đa số với 63%. Ngoài ra thì còn một phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Qua 2 năm đại dịch thì hôm nay những cái hoạt động như thế này thì mới được tổ chức và đánh dấu một cái năm cũng thành công. Buổi họp mặt đầu năm ấm cúng nghĩa tình này càng khẳng định rõ quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam Campuchia, mà những lao động được tuyên dương khen thưởng này chính là cầu nối. Sau gần 14 năm hình thành và 3 năm đi vào khai thác, lần đầu tiên công ty cổ phần cao su Đồng Preti có lãi. Dù hiệu quả đầu tư có phần chậm, nhưng quá trình đó đã cho những người điều hành đánh giá rõ hơn chiến lược để cao su Đồng Nai Preti phát triển nhanh hơn. Trong năm 2022 thì chúng tôi cũng đã tính toán cái kịch bản để bảo đảm rằng cái tổng sản lượng tập đoàn giao thì chúng tôi sẽ vượt khoảng cỡ 10% để bảo đảm là cái doanh thu, bảo đảm cái dòng tiền và đặc biệt là có điều kiện để chăm lo cho bà con người lao động của địa phương cũng như là cán bộ công nhân viên. Người Việt Nam sang xa quê làm ăn ở đây thì được lo cho ăn bữa cơm trưa và cơm tối. Thành ra là cũng đỡ cái vấn đề đi sinh hoạt hàng ngày. Và có công ty cũng có cái siêu thị mini phục vụ cho cán bộ công nhân viên của trong công ty cũng như là dân xung quanh dự án, cái siêu thị mini ở đây. Cao su Đồng Nai Preti hiện đang có gần 5.000 hecta cao su đang khai thác. Dù chỉ mới năm thứ ba, nhưng năng suất vườn cây đã đạt 1,4 tấn trên 1 hecta. Mũ loại A đạt tỷ lệ khá cao. Công ty hiện có 160 cán bộ nhân viên người Việt và hàng trăm lao động Campuchia có tay nghề và tâm huyết với cao su. Đây là nền tảng để Đồng Nai Preti bứt phá trong những năm tới. Vì ở đây là đa số là công dân, họ là hoạt động họ mới về cái mới tiếp về cái cao su trong thời gian ngắn, không như là ở các công ty miền Đông Nam Bộ nó mấy mươi năm nay, vì họ mới tiếp cận đây là cũng rất là mới. Do đó là điều đầu tiên là công ty phải hướng dẫn các cái nội quy, quy chế, đặc biệt là quy trình kỹ thuật cao su và cái quản lý tốt cái thời gian tác nghiệp trên vườn cây, đảm bảo để khai thác hết cái vườn cây để nâng cao cái sản lượng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái chỉ đạo về chiều sâu trong hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là trong vấn đề sử dụng lao động Campuchia để chúng ta có thể khai thác tốt nhất các yếu tố của sản xuất như là đất đai nè, cây trồng này, và lao động, rồi quản lý để tạo ra một cái hiệu quả chiều sâu về nông nghiệp. Đặc biệt là một số các cái vị trí đất xấu mà nó có cái yếu tố giới hạn đó, thì chúng tôi sẽ có một cái định hướng với Đồng Nai Ca là để chuyển đổi, xin phép tập đoàn chuyển đổi sang một số các loại cây trồng khác để cải tạo đất trong vòng 4-5 năm. Và sau đó chúng ta trở lại chu kỳ mới cho cây cao su ở những cái giống mới, ở mật độ khai thác tốt hơn. Trong chuyến thăm và làm việc đầu năm, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đơn vị chủ dự án Đồng Nai Preti đã tiến hành khảo sát, chọn địa điểm xây dựng văn phòng chính thức cho Đồng Nai Preti. Điều này khẳng định cam kết đầu tư hiệu quả và lâu dài trên nước bạn Campuchia. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Quý vị khán giả vừa đến với chương trình Trên đường phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.